Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Lại là mình Tiến đây. Tiến đang có mặt tại nhà các bạn ạ. Đang có mặt ở quê nhà. Trên vai Tiến đang là quả siêu phẩm rìu 6 4,5 m. Hôm nay sẽ chiến gió khá là to và đẹp ở dưới nhà Tiến các bạn ạ. Hôm bữa thì đi biển thả quả này. Hôm nay Tiến mới để ý quả rìu này của Tiến nó bị lệch bát rồi. Để Tiến gỡ ra Tiến cho các bạn coi nhé. Và hôm nay thử bay lại gió to ở dưới nhà Tiến coi là nó còn bay ok không. Để tí nữa Tiến sẽ quay tốc độ gió cho các bạn coi nhé. Ráp rìu xong đã. Dưới nhà Tiến bữa nay gió phải gió bình thường ấy, gió đều đều là trên 20 23, còn lúc nó giật là trên 30 các bạn nhé. Ở chỗ này Tiến đang ngồi chỗ này nó khuất gió. Tí nữa xe răng qua kia, gió nó to lắm, ngọn cây rú hết luôn mà. Để Tiến gỡ là cho các bạn coi cái bát diều nhá. Nó lại bị cong bát luôn các bạn ạ. Hôm qua Tiến để ý thì nó bị cong bát, xong là Tiến bẻ lại ấy. Tiến bẻ lại mà không được, thành ra là thôi để luôn. Hôm bữa đi biển thả gió phê quá các bạn ơi. Nó Tiến buộc hai quả gần nhau, buộc quả này với quả quả diều 6 4,5 m này buộc chung với quả 3,5 m, nó quàng dây ấy. Thành ra là nó nhao xuống, quả này nó nhao xuống, nó cắm thẳng đầu diều xuống luôn. Hôm nay về để ý mới thấy cái bát nó bị nghiêng. Đây để cho các bạn coi cái bát này. Đây cái bát cái. Đấy, hôm bữa nó cắm như thế này các bạn ạ. Hôm nay thì nó không được vuông góc nữa rồi. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy nó không được vuông góc ấy. Đấy, bữa trước là nó vuông lắm. Bữa này nó đây này, cái này nó hơi cái đầu bên này này, nó hơi sạch, nó hơi xéo xuống. Đầu bên này hơi chéo lên này đấy. Chéo như thế này là ảnh hưởng diều rất là nhiều các bạn ạ. Nó phải lệch đi mất khoảng lệch phải tầm 1,5 l các bạn ạ. Lệch bát đi phải tầm 1,5 l. Nhưng mà hôm nay Tiến sẽ chỉnh lại nèo để cho diều nó bay đều các bạn nhá. Bữa trước hôm qua Tiến có uốn thử lại rồi nhưng mà không được. Cứng lắm. Cái bát này nó cứng lắm các bạn ạ. Không biết là diều nó cắm xuống kiểu gì mà nó cong được cái này đến thua luôn. Cứng ngắc cái này mà nó cong được luôn các bạn ạ. Hôm qua Tiến đút cái thanh phíp vào đây Tiến bẻ thì nó bẻ nó hết sức rồi nhưng mà nó không qua lại được. Nếu mà bẻ cố quá thì cái cây cái này sợ nó gãy mất. Đấy, thành ra là thôi. Không cố các bạn ạ. Bẻ không được thì để nghiêng để mình chỉnh nèo các bạn nhá. Đấy, bây giờ Tiến sẽ ráp vào và thả diều lên. Để tí Tiến lấy bộ sáo rồi các bạn nhá. Này thả bộ cồng còi D90 các bạn ơi. Này gió này ở dưới Tiến thì bộ này thì kêu tuyệt vời luôn ấy. Gió năm nay khác giống như là gió biển luôn các bạn ạ. Giống như là gió ngoài biển luôn. Đây. Các bạn đợi Tiến một tí nhá. Để Tiến sẽ ráp siêu phẩm này lên. Rồi lên diều cho các bạn coi. Đấy các bạn ơi, Tiến đã ráp xong diều và sáo rồi. Bộ sáo cỏ D90 các bạn nhá. Chuyên gia để thả gió biển. Hôm nay ở dưới nhà thì gió này thì bộ này cũng phát huy được uy lực đây. Gió khá là to, để Tiến lại đằng kia Tiến quay gió cho các bạn coi nhá. Gió cong cần luôn các bạn ạ. Gió không phải đơn giản đâu. Đi lại đằng này các bạn nhá. Cho các bạn coi tốc độ gió ngày hôm nay cô Tiến siêu kinh điển cỡ nào. Đấy, gió đây các bạn nhá.
đây là cái ngọn cây bạch đàn ở chú Tiến này, thì nó cao hơn cái vườn bưởi thì mới nhìn thấy gió thổi. Đấy, gió giật từng cơn một, đây là gió đều đều thì nó như vậy, mà thỉnh thoảng có cơn gió thì nó rất là to, nó giật luôn ấy. Đấy, các bạn thấy gió đã không? Gió rất là đều đẹp, ở dưới nó khuất gió, ở trên gió còn to nữa. Bây giờ Tiến sẽ về gọi bố Tiến đi thả diều các bạn nhá. Tiến với bố Tiến lại chiến đấu quả diều sáo 4,5 m này. Về nhà là có bố Tiến thả diều cùng các bạn nhá. Đây, bố Tiến. Đấy, bố Tiến sẽ tung quả 4,5 m này. Dây đây, Tiến giờ thả dây 3 ly các bạn nhá. Đi các bạn nhá, sẽ qua bên bờ A bên này các bạn ạ. Gió cực kỳ to rồi. Ô, vậy chắc từ từ đó bố. Sợ đi qua đấy nó ngược gió, không được, đi qua đấy ngược gió đấy. Bố đứng đây thôi. Và bố đứng đây thôi. Bố đứng đây đi. Và đứng đây còn qua bên góc bà bên kia. Và cái không gió chiều này nó lại ngược, nó giống không giống hôm bữa. Và đây bây giờ Tiến sẽ đi qua bên kia các bạn nhé. Đấy, bố Tiến sẽ đứng ở đây. Đấy, và Tiến đứng bên kia giật lên. Đây là cái ao. Đấy, ao này bữa trước diều đã tắm một lần rồi. Ao sâu lắm các bạn ạ. Xuống đây sâu lắm. Từ đây qua kia thì khoảng 50 m giây. Ok, tất cả đã sẵn sàng rồi các bạn nhé. Bây giờ Tiến sẽ đi qua bá bên kia. Đấy, giật diều lên thôi. Gió to rồi. Căng dây bố nhá. Thật căng. Và nắng quá nắng quá. Gió này thì một phát một là lên luôn các bạn. Gió to lắm. Gió rú ngọn cây. Quá đã, hôm nay về nhà đúng hôm gió to luôn. Khủng khiếp. Gió này cong cần luôn. Không biết có cần buộc diều trước không đây các bạn ơi. Gió này sợ không giữ nổi ấy. Không giữ nổi diều ấy. Rồi, ok lên các bạn nhá. Lên bố. Vâng. Lên luôn. Phi nào các bạn ơi, xong phi nào, gió to quá. Ba. Lôi xuống ao các bạn ơi. Kéo xuống ao ướt hết điện thoại rồi. Xong phim rồi. Gió ghê thật. Nên phát ăn gió luôn. Giờ lại hết gió rồi. Thả dài dây ra mới được. Hư quả điện thoại đó. Xong phim rồi. Úi giời.
căng quá các bạn ơi. Điện thoại đâu rồi? Quên hết điện thoại rồi bộ. Chạy xuống ao thì đó. Lôi xuống đi. Lôi xuống à? Lôi xuống đi, chạy sao được. Căng cứng luôn. Ô, sao lại ra tắt này? Ai biết đâu. Lôi xuống à? Lôi hẳn xuống luôn. Bật phụ sắt này. Phụ sắt gần bật lên mà. Gần bật thật. Vâng. Gần bay cũng sẵn lên luôn. Đang ăn rồi. Nặng bộ. Đứng này. Chỉ nó đỏ. Ghê thật. Đừng nôi ra chứ à. Nôi ra chứ tìm sâu. Nôi ra vừa là lôi ra nhưng mà nó rắc cái guồng ở đây. À. Rắc guồng ở đây này. Rắc guồng ở đây thế là nó giữ lại đấy. À thì nôi ra với cái cổ đấy. Nhập tới cổ. Đến cổ đấy. Ôi. Ướt mất luôn. Thế nào? Thì nghĩ mình cái này điện thoại này có bị ướt không? Ướt cái điện thoại kia, ướt mất luôn. Đây ra kia là buộc diều rồi đã. Sao thả thả ra đây đi. Gió siêu khủng các bạn ơi. Đến xin nhà dài dây các bạn nhé.
trên đời này hả mẹ. Ghê thật. Phải còn 100 mét nữa đấy. Thôi còn quá nhỉ. Còn không? Dài lắm. 100 mét nữa. Không kéo được, không kéo được, ghi cái thứ kéo được. Ok, buộc được diều các bạn nhé, đứt cả dép luôn, nước như ao ngập tới cổ luôn. Tôi chuẩn bị để ra coi cái điện thoại với cái tai nghe cho này, xong pin rồi. Vừa lấy cũng quên không buộc gốc cây trước. Chó to quá quên buộc gốc cây chứ. Một phát xuống ao luôn. Con đứng tận trong này mà. Đứng tận gốc điều mà. Chân nó lôi. Lôi chuẩn luôn. Dưới này trơn dốc. Càng trượt thêm, kéo đồ dưới được hãm. Diều dướn một phát bay xuống luôn. Cái vừa bé vừa mới ấn rồi nha. Cái to lắm. Tụt cơ chứ. Diều với cả én. Chưa hết rồi. Về tắm thân. Pha thả diều này thiệt hại khá là nặng nề này các bạn ơi. Một cặp mic, một quả điện thoại, đút ngay túi quần. Xong phim rồi. Không dám bật lên các bạn, chưa biết nó như thế nào mà chắc là hư rồi. Nước ngập tới cổ tiên luôn này. Áo vắt ra nước luôn. Kinh thật. Áo sâu. Để đây để đem ra tiệm sấy lại coi còn hoạt động không các bạn nhé. Xong phi nó. Xong phi nó. Thiệt hại quá nặng này. Chó ghê thật. Quên buộc gốc cây trước các bạn ạ. Quên buộc vô gốc cây. Xây đây. Lôi một phát đây. Quay cho các bạn coi nhá. Lôi tiến từ chỗ này vừa lấy. Không để cái camera 360 ở đây nên là không quay gần cho các bạn coi được. Lôi tiến một phát từ chỗ này. Đấy. Lôi từ chỗ này. Phóng qua bên chỗ này. Vừa là có cái gốc mì ở đây này. Gốc mì ở đây nó bung lên rồi. Vô tiến nhổ vứt xuống ao luôn. Bay xuống dưới đây. Đấy. Bay trượt xuống cái chỗ kia. Phóng ra ngoài. Ngập nước tới cổ luôn. May là vừa lấy cái guồng đấy thì nó dắt vô cái cụi mì ở chỗ này. Đấy. Nên là nó không phóng lôi tiến ra ngoài nữa các bạn nhá. Ngập tới cổ bắt đầu là lại kéo được vào. May thật. Gió trên ớn luôn các bạn ạ. Gió trên ớn luôn. Cái bộ sáo này của Tiến mà gió ở đây mà kêu được này. Gió ở trên này siêu khủng luôn đấy. Gió rất to. Về nhà tắm cái đã các bạn nhá. Tôi hết người rồi. Gió ghê. Gió trên to ghê. Sức mạnh siêu kinh điển của quả 4,5 m. Gió siêu khủng các bạn nhá. Gió rất là tuyệt vời. Đúng đưa hết ngọn cây. Gió quá đã luôn. Đấy, cơn gió to về đấy. Diều thì đang bay tút mút ở đằng này. Một giờ tới tối các bạn nhá. Tới khoảng 5:30-6 giờ đến mới bố tin sẽ kéo. Lúc đấy gió chắc nó cũng nhỏ dần. Bây giờ đang là gió cao điểm.
4 rưỡi chiều nó cao điểm. Hơn 6 giờ tối. 6 rưỡi to. 6 rưỡi tối. Một hôm gió to này, một hôm cũng có hôm to. Hôm nó to. Một hôm còn có con coi thì chết lắm hôm đó. Gió to này ngoài hay. Gió rất. Nó to, nó vươn nó là to. Ghê. Vừa là cái cam ở bên đó mà nó không được tắt lại quay được cái nút. Lúc nó lôi con xuống ao này. Là cái cam ngay chỗ bố đấy. Là ngay chỗ bố tung diều tự nó tắt mất. Chắc nó lắng quá. Nó lắng, nó lóng, nó tự tắt. Vâng. Bên này là cái điện thoại. Âm 1 sáu vào là cái dàn còng này của Tiến mà kêu một âm 1 là gió là khủng khiếp ở trên luôn. Gió căng căng sáu. Cây rú, cây là rú. Gió quá đã các bạn ạ. Đấy. Dây căng đét đét. Tối rồi mà gió không nghỉ, không ngớt luôn các bạn ạ. Tiến với bố Tiến chắc lại chuẩn bị kéo diều thôi các bạn. Này chắc phải vín xuống thôi, diều không có đèn. Này thả lâu quá, ồn ào các bạn ơi. Thả ở quê này, kêu to ghê. Này gió to bụng này kêu. Kêu nhức đầu luôn đấy. Một hôm thì đi báo diều, hôm nay diều báo các bạn nhé. Xất hết chân tay. Đấy. 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 Vừa nãy nó lôi xuống ao không để ý các bạn ạ. Bây giờ tắm rửa sạch sẽ bây giờ nó mới lộ mấy cái vết sắt này. Xề sức hết trên tay. Gió to. Gió to mạnh lắm các bạn ạ. Mạnh. Vẫn căng đét. Chuẩn bị xuống đây bố đi. Vâng. Bây giờ Tiến với bố Tiến sẽ kéo diều xuống các bạn nhé. Nó càng ấm. Vẫn mút mụt. Con với bố ra thử kéo được không đã? Vâng. Đó, ngọn cây. Rú hết. Ngọn cây. Đấy. Bây giờ gió ở dưới nhỏ nhưng mà trên lại to nhá. Đấy. Rồi, bây giờ Tiến với bố Tiến sẽ xuống diều các bạn nhé. Thử coi là kéo được không, gió to lắm. Thì kéo được thì chắc phải vín dây. Vín dây như thế nào. Vín dây. Xuống dạ. Rồi xuống. Xuống rồi. Giờ phải nái nữa rồi. Thấp phải nái rồi đấy. Không xuống ao được. Không xuống ao được hợp. Không ao được nhá. Nó gần xuống thấp nó không được gió. Nó phải kéo nhanh nó vào một cây bưởi đấy. Mệt quá. Mệt quá các bạn ơi. Mệt. Tiến với bố Tiến đã hạ thành công diều 6-4 mét rưỡi xuống rồi các bạn nhá. Đổ hết mồ hôi. Đổ mồ hôi không bố? Bát mồ hôi chứ. Sợ thật.
cuộn dây các bạn nhá. Này. Gió to này. Hai người kéo được các bạn ạ. Dùng gió này. Giờ vẫn gió. Giờ vẫn gió này. Úi giời. Năm rưỡi gần 6 giờ rồi, gió vẫn vi vu luôn. Vậy là kết thúc một ngày các bạn nhá. Kết thúc một ngày thả diều sáo 4 mét rưỡi ở quê nhà, chiến gió siêu khủng. Gió hôm nay quá đẹp, quá to, quá đều cả một ngày luôn các bạn ạ. Gió từ 8-9 giờ sáng mà tới bây giờ buổi tối, các bạn nhìn thấy ngọn cây nó vẫn còn rú luôn. Hôm nay thiệt hại một em điện thoại của Tiến. Hôm nay là bữa trước là diều tắm ao, còn hôm nay là người tắm ao các bạn nhá. Hôm nay bữa trước là toàn đi báo diều, hôm nay là diều báo. Báo một quả khá là nặng. Thì hôm nay gió đẹp này, ngày mai gió đẹp, ngày mai Tiến cũng vẫn ở nhà, thì ngày mai lại bắt đầu chiến tiếp cho các bạn coi tập gió ngày mai các bạn nhá. Gió ngày mai cũng khá là to, có khả năng là ngày mai Tiến sẽ thả diều tre. Thì để Tiến coi coi, nếu mà khỏe người ấy, thì thả hai quả luôn, quả này mới quả diều tre luôn các bạn ạ. Còn nếu mà gió mà nó bình thường ấy, thì Tiến sẽ thả một quả này hoặc là một quả diều tre các bạn nhé. Lâu lắm rồi Tiến không thả diều tre cho các bạn coi, quả diều song vân của Tiến ấy, diều tre Tiến tự làm ấy, lâu lắm rồi không thả. Thì tính là mai Tiến thả lại quả đó. Bộ sáo này hôm nay ở trong đất liền mà gió đầu tiên ở trong đất liền mà được kêu nói chung là rền âm đấy, từ lúc mà Tiến làm bộ sáo này xong. Còn đâu là toàn đi gió biển, chinh chiến gió biển mới kêu được bộ sáo này. Hôm nay gió trong đất liền cũng tựa như đi biển luôn các bạn, cũng to nhưng mà nói chung là giật thì không bằng gió biển được, nhưng mà khá là to. Hôm nay rất là buồn cười, khá là buồn cười các bạn ạ. Lôi đi xình xạch luôn, không quay được cái đoạn mà lúc nó lôi Tiến xuống ao các bạn ạ. Lúc đấy Tiến để điện thoại quay ra một hướng để quay diều lên ấy, thành ra là không quay được cái cảnh mà bị nó kéo xuống ao, làm cái thùm một phát nó kéo là ướt tới đây luôn. Ao Tiến sâu mà xuống lội phát là tới cổ luôn, tới cái chỗ mic này, đúng vừa tới cái chỗ mic này luôn. Cái mic này may nó không bị ngập nước các bạn ạ, chứ mà ngập nước cái này nữa là lại hư cái quả mic này nữa. Vừa tới đây luôn, vừa ướt tới ngực luôn. Và nó dắt dắt cái guồng vô, thành ra là Tiến còn giữ lại được, chứ không nếu mà không dắt cái guồng vô thì chắc nó kéo qua giữa ao luôn, kéo qua bên kia luôn. Đấy, báo quá báo các bạn ạ. Quá báo, thả diều không ngờ nó lại tốn đủ mọi thứ luôn các bạn ạ. Rồi bây giờ có lẽ là Tiến xin phép dừng video này tại đây các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Tiến rất là nhiều, và đặc biệt là xem video của Tiến tới giờ phút này. Thì các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến nhé, để Tiến có thêm thật nhiều động lực ra thêm thật nhiều video về thả diều sáo cho các bạn coi trong những tập thả diều sáo sắp tới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều sáo gần nhất của Tiến.